Rừng phòng hộ Thác Ngà thuộc bản Xoan, xã Xuân Lương là khu vực rừng tự nhiên hiếm hoi còn sót lại trên địa bàn huyện, có trữ lượng thảm thực vật đa dạng, tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường sinh thái. Ý thức được vai trò tác dụng của rừng đối với đời sống con người và môi trường sinh thái, tổ bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư bản Xoan thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân, nhất là du khách đến tham quan Thác Ngà, tuân thủ các quy định như cấm đốt lửa, chặt phá rừng. Chúng tôi cũng đã thực hiện theo những nhiệm vụ là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ và đi thăm rừng theo từng tuần. Thì mỗi một lần đi thì có gồm 3 thành viên đến 4 thành viên. Và chúng tôi cũng có nhật ký theo dõi, ghi chép đầy đủ tất cả những cái lần đi kiểm tra, đi thăm nom rừng và báo cáo lại với các cấp chính quyền địa phương xã với lại chi cục hạt kiểm lâm. Nhận khoán bảo vệ hơn 192 hectare rừng phòng hộ trên địa bàn xã Xuân Lương, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường Lộc đã biết phát huy vai trò của người dân ngay tại các thôn bản có rừng. Theo đó, công ty thành lập, duy trì các tổ đội bảo vệ rừng, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ và công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, nên đã kịp thời phát hiện các hành vi phá hoại rừng và luôn đảm bảo thực hiện tốt việc chi trả tiền cho các hộ dân tham gia quản lý bảo vệ rừng. Và công ty sẽ đưa cái hệ thống vào, đưa vào máy điện thoại, nên là đưa cho bà con là sẽ đi để và dùng GPS để đi check những cái đường tuần tra. Và khi đấy là mình sẽ tích được hợp những cái vùng vị trí và tọa độ đấy, thì là sẽ bà con sẽ báo về cho công ty, là công ty xử lý và thông tin cho cái chính quyền địa phương hạt, thì người ta biết được cái vị trí là nhanh nhất. Tất cả những cái tổ bảo vệ này thì trưởng bản là tổ trưởng, bí thư là tổ phó và phó bản cũng là thành viên. Nói chung là các cái đoàn thể ở trong thôn bản hết thì gắn liền vào đấy thì nó rất hiệu quả. Chính vì thế trong cái năm vừa qua này, đến thời điểm này thì nhìn chung về cái công tác bảo vệ rừng, khoán và cái phòng hộ của địa bàn ấy, thì không có hiện tượng gì phát vén. Đấy. Hai là cháy cũng không có. Toàn huyện Yên Thế có hơn 271 hectare rừng phòng hộ tập trung tại xã Xuân Lương. Trong đó diện tích rừng tự nhiên gần 186 hectare, còn lại là rừng trồng. Để quản lý hiệu quả các diện tích rừng hàng năm, Hạt Kiểm Lâm huyện đã ký hợp đồng hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức và cá nhân. Đồng thời chỉ đạo thành lập các tổ bảo vệ rừng, phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên theo dõi, quản lý, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Hai cộng đồng dân cư đã thành lập ra 3 tổ bảo vệ rừng với 14 thành viên có nhiệm vụ thường xuyên tuần tra kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng. Nhờ có sự tăng cường của hạt kiểm lâm, sự tích cực phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan của tổ bảo vệ rừng và của nhân dân, cho nên rừng tự nhiên, rừng phòng hộ trên địa bàn đã được bảo vệ tốt. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân, cùng với phát huy tốt vai trò tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, nên diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn huyện được quản lý, bảo vệ tốt, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.